Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày 21 và 22 tháng 5. Phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Hiện nay nắng nóng tại Hà Nội vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Nhiều sinh viên đang tìm mọi cách để vượt qua mùa hè mà vẫn kiểm soát được hóa đơn tiền điện. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, để tiết kiệm điện trong những ngày nắng nóng, nhiều sinh viên tìm đến các nơi có điều hòa như thư viện, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, quán cà phê. Tiêu chí được bạn trẻ lựa chọn là có điều hòa, giá sử dụng dịch vụ rẻ, có thể ngồi làm việc lâu. Nếu phải về nhà, một số sinh viên còn đặt ra quy tắc tắt, bật thiết bị điện tử trong giờ cao điểm. Tại Nghệ An, nhiệt độ đo được tại các trạm khí tượng ở các địa phương trong tỉnh từ 37 đến 40 độ C, ngoài trời còn cao hơn 2 đến 4 độ C. Vì thế, để trốn nắng và vừa cho kịp mùa vụ, nông dân thường ra đồng lúc sáng sớm và chiều muộn, thậm chí trong đèn làm việc suốt đêm. Từ một vài nhà đến cả làng rồi cả xã theo nhau ra đồng thu hoạch lúa vào ban đêm. Trước khi nắng lên cao, mỗi gia đình phân công công việc cụ thể, người cắt, người buộc thành bó và người gánh lên bờ. Ngày 20 tháng 5, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đã có cảnh báo về cấp độ cháy rừng ở mức cấp 5, cấp cao nhất, cực kỳ nguy hiểm gửi các hạt kiểm lâm, chính quyền các địa phương chủ động các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. Đây là lần thứ hai trong năm 2023 tỉnh Nghệ An có mức cảnh báo này. Tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo các địa phương cần duy trì lực lượng trực 24 trên 24 giờ tại chòi canh lửa, bố trí người thường xuyên truy cập, theo dõi trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy rừng của Cục Kiểm lâm.